Liên quan đến việc Bộ Công an triệt phá hai đường dây chuyên mua bán logo bảo kê cho xe quá tải mà VTC14 đã đưa tin. Và chiều ngày hôm nay, đối tượng cầm đầu đường dây logo Gara Thành Đô Trần Văn Thới sau nhiều ngày lẩn trốn đã ra đầu thú. Nguồn tin VTC14 cho biết đối tượng Trần Văn Thới, tức là Út, 39 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, đã ra đầu thú tại Công an huyện Bình Chánh. Thới là nghi can cầm đầu đường dây mua bán logo Gara Thành Đô để bảo kê cho xe quá tải hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trước đó vào trưa ngày 30 tháng 8, các trinh sát Bộ Công an đã bất ngờ ập vào nhiều căn nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ 7 đối tượng có hành vi mua bán logo xe vua. Cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu hai đường dây này là Lê Thị Cẩm Vân và Trần Văn Thới. Mỗi logo được bán với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng và có hạn sử dụng trong vòng 1 tháng. Mỗi tháng thu được hơn 3 tỷ đồng. Riêng đường dây logo Gara Thành Đô của Thới chiếm số lượng lớn và tồn tại nhiều năm qua. Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết sẽ khởi tố vụ án và mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan đến đường dây mua bán logo bảo kê cho xe quá tải hoạt động. Sáng nay 31 tháng 8, Trần Văn Thới, tự Út, 39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai nghi can cầm đầu đường dây bán logo xe vua, vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 Bộ Công an triệt phá, đã đến công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh đầu thú. Theo đại úy, đại tá Nguyễn Văn Quý, trưởng công an huyện Bình Chánh, sau khi lập hồ sơ công an, xã Tân Kiên sẽ bàn giao Thới cho C45 tiếp nhận mở rộng điều tra. Như đã thông tin thì trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an tiếp nhận nhiều thông tin trình báo về việc các xe chở hàng quá tải, quá khổ có gắn một số logo lạ để dễ lọt qua các trạm tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông. Sau nhiều tháng vào cuộc điều tra theo dõi thì vào trưa ngày 26 tháng 8, các trinh sát C45 đã bắt quả tang Nguyễn Mai Hữu Nhân đang bán hai logo cho một chủ xe ở huyện Bình Chánh với giá 5 triệu đồng. Mở rộng điều tra, C45 đã bắt giữ 7 nghi can có liên quan.